Buổi tối rất là tuyệt vời. Và hôm nay mình livestream gửi đến các bạn một cái chủ đề phải nói rất là đặc biệt. Và nếu ai mà chúng ta phát triển nó lên được, chúng ta biết cách chúng ta phát huy nó tốt ra, thì chúng ta sẽ có được rất là nhiều lợi ích, nhiều cái tài sản rất là quý giá. Thì cái chương trình mới bắt đầu thôi, thì chúng ta cùng nhau làm quen, cùng nhau kết nối. Bạn nào mà xem livestream của mình biết rồi thì giới thiệu họ, tên của mình, các bạn sống ở khu vực nào, các bạn làm lĩnh vực gì, ngành nghề gì, để mọi người cùng lên xem cái livestream này, cùng biết và giao lưu với chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta comment xuống số 1 để mình biết các bạn, mình kết nối với các bạn. Bạn nào chưa kết nối với mình để xem những cái livestream tiếp theo thì các bạn bấm vào cái nút theo dõi của mình, bấm vào cái nút đăng ký để chúng ta cùng nhau kết nối, để mỗi khi mình livestream thì cái hệ thống nó báo cho các bạn biết, để các bạn không có bị lùa qua, hoặc là khi mình đăng lên những cái đoạn mới thì nó sẽ tự động nó kết nối với các bạn. Và rất là vui buổi tối hôm nay chúng ta có cái dịp chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta kết nối với nhau. Hãy đăng ký kết nối với nhau các bạn. Và hôm nay cái chủ đề hôm nay mà nó rất là đặc biệt. Và nếu mà các bạn được nữa, các bạn suy nghĩ một cách rất là thoáng và các bạn muốn chia sẻ cho giá trị mọi người, thì rất là đơn giản, các bạn bấm chia sẻ cái livestream này đến nhà tất cả mọi người. Trước khi vào cái livestream chính thì mình kể cho các bạn một ngày hôm nay là một ngày thứ hai. Một ngày thứ hai các bạn có muốn mình kể cái lịch trình của mình ngày hôm nay thứ hai nó như thế nào ạ? Để mình bắt đầu vào một chương trình mình muốn kể cho các bạn. Bạn nào muốn thì comment xuống muốn đi, để chúng ta cùng biết. Thì sáng thứ hai mình thức dậy sớm và mình chở con gái đi học. Con gái mình học, mình đang ở quận 2 và mình học ở trường, con gái học ở trường quốc tế ở bên khu Sala quận 2. Mình chở con gái đi học. Bởi vì sao bé học lớp 1, bé có xe đưa rước, nhưng mà mình không muốn nó như vậy. Mình muốn chở con đi học để gì để kết nối, để cái giây phút mà chở con đi học trên đường đó thì chúng ta như thế nào? Chúng ta nói chuyện. Cái quyển bán hàng online chưa có về các bạn. Cái quyển bán hàng online chưa có về, nên là khi về thì sẽ báo cho các bạn, các bạn không cần phải hỏi. Mình còn nôn, mình còn rất là nôn hơn các bạn, tại vì rất là nhiều người. Tiếp tục. Thì sau đó rồi về là mình đi qua nhà bạn Trâm Hoa Tí Gôn. Mình qua cái cửa hàng bạn Trâm Hoa Tí Gôn. Các bạn biết là, và các bạn nào mà vào kênh YouTube hoặc là các bạn vào Facebook thì mình có chia sẻ cái đoạn video giao lưu với bạn Trâm rồi đó. Các bạn vào đó các bạn xem, trên kênh YouTube cũng có. Mình chia sẻ, các bạn thấy không cái bài học của bạn Trâm rất là tuyệt vời. Bài học của bạn Trâm sẽ giúp cho những người làm kinh doanh mà bạn xem video đó, các bạn sẽ được học hỏi rất là nhiều điều. Trâm Hoa Tí Gôn. Và đó là cái hành trình của người làm kinh doanh. Bạn đã ra kinh doanh đã được 10 năm rồi, năm 23 tuổi là bạn ra làm kinh doanh rồi. Bây giờ bạn có hai cái cửa hàng hoa ở quận 2. Bạn mua nhà mua cửa được ở Thảo Điền. Và cái cuộc sống và mọi thứ bây giờ nó rất là phát triển. Bạn nào muốn thì hãy vào xem cái đoạn video đó. Tiếp theo thì chiều nay nó như thế nào chiều nay thì mình dành cả một buổi chiều chụp hình với bạn Kiên Cường. Bạn Nguyễn Kiên Cường là một trong những cái chuyên gia chụp ảnh, mình phải nói là rất là đặc biệt. Và ngày mai bạn Kiên Cường sẽ cho mình những cái bức ảnh, sẽ gửi đến mình những cái bức ảnh hồi chiều này chụp rồi, rồi ngày mai bạn mới xử lý những cái ảnh gốc gửi đến mình. Để cái đoạn trong thời gian mà mình kể những cái câu chuyện cả một ngày nay như thế nào thì các bạn hãy chia sẻ đi, để trước khi mình gửi tới bạn cái bài học tối hôm nay nó rất là đặc biệt. Bạn nào có tập và có sách thì các bạn hãy nên ghi cái tập sách đó ra. Các bạn nào có tập có sách thì các bạn hãy nên lấy tập sách ra để tối hôm nay chúng ta chia sẻ bạn một cái bài học rất là đặc biệt. Và bạn nào đã chưa có tập sách thì các bạn đảm bảo rằng các bạn nốt luôn ở dưới cái livestream này để các bạn nắm nó rõ hơn, và các bạn chia sẻ livestream này về nhà các bạn. Và các bạn thấy mình cũng có một cái đoạn video phỏng vấn với Kiên Cường đó, nằm ở trên cái Facebook của mình đó.
các bạn có thấy không ạ? Và cái sự kết nối của mình với Kiên Cường đã cách đây 3-4 năm rồi. Và cái việc làm kinh doanh của Kiên Cường càng ngày càng phát triển, và theo mình đánh giá là bạn là một trong những chuyên gia hàng đầu về chụp ảnh, ở phải nói là đứng top 1 ở Việt Nam này về những cái tấm ảnh nó rất là đẹp, bạn thuộc đẳng cấp quốc tế luôn á, chứ không phải ảnh các bạn vào Facebook mình các bạn thấy những cái tấm ảnh mà cách đây 2 năm mình chụp ở Singapore là các bạn biết rồi. Các bạn hãy chia sẻ livestream này về nhà các bạn đi ạ, chia sẻ đi, bấm nút chia sẻ đi, hoặc là bấm vào nút đăng ký đi, để chúng ta cùng nhau có nhiều bạn biết nữa thì nó hữu ích hơn. Để chúng ta tăng cái livestream lên, để chúng ta xem mỗi người góp cùng một tay thì livestream nó sẽ tăng lên rất là nhiều người. Vâng, và tiếp theo nữa là buổi tối hôm nay nè các bạn thấy không ạ, mình mới đi ăn tối với gia đình bạn Phạm Quốc Lâm. Bạn Phạm Quốc Lâm thì các bạn nào mà bạn là một cái YouTuber rất là nổi tiếng về cái kênh Bác Sĩ Nhà Đất đúng không, kênh Phạm Quốc Lâm rất là nổi tiếng. Thì cách đây 3 năm trước bạn Phạm Quốc Lâm cũng là đã tham gia các chương trình của mình, và cho tới hôm nay bạn có cái kênh YouTube vô cùng nổi tiếng. Và bạn có những cái khóa học bất động sản chia sẻ cho rất là nhiều người, và bạn cũng mới vừa ghé nhà mình chơi và về. Các bạn thấy chưa, tại sao mình kể cho bạn cái lịch trình của mình ngày hôm nay và mình giao lưu với những con người đó, nó liên quan đến cái chủ đề buổi tối hôm nay, cái chủ đề của buổi tối hôm nay. Vậy các bạn có sẵn sàng vào cái chủ đề của buổi tối hôm nay chưa? Nếu sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống, các bạn sẵn sàng. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống số 1 nha các bạn. Các bạn biết mình rồi thì các bạn hãy chia sẻ livestream này về và kết nối với những người bên cạnh của mình, để cái livestream chúng ta càng ngày nó càng lan tỏa hơn. Thì 8 cái tài sản, gọi là mình gọi là 8 cái tài sản mềm, hay mình gọi là 8 cái tài sản vô hình mà mỗi cá nhân chúng ta đều có. Và người nào đó, vâng, chào bạn Duy Tân, chào bạn Phạm Xuân Hưởng, bên kênh YouTube mình không thấy bạn nào chào mình nha. Và nếu ai đó mà có được cái 8 tài sản đặc biệt này thì người đó họ sẽ phát triển, và họ phát triển không ngừng. Và người, và trong con người của bạn có, nhưng mà nếu mà bạn không biết cách phát triển thì bạn không biết cách phát huy 4 cái tài sản của mình thì các bạn thấy mà nó không có ích và nó không có thành công được. Các bạn biết, chào bạn Đức Bình, các bạn biết là phần nhiều á, chào bạn Julie Lê, phần nhiều á, chào bạn Mạnh Tiến, chào bạn Văn Hoàng, phần nhiều, chào bạn Nguyễn Huệ, ok tuyệt vời. Phần nhiều mọi người họ luôn đi tích lũy cái tài sản gì tài sản hữu hình. Ví dụ là bạn cố gắng tích lũy cho mình có được những cái miếng đất, là có những cái căn nhà nó sinh ra tiền, tích lũy cho mình cái công ty để nó tạo ra lợi nhuận .. điều đó rất là tốt chứ không phải không tốt đâu. Bạn có thể là sắm cho mình một cái chiếc xe, chiếc xe, và cái chiếc xe đó nó tạo cho bạn được rất là nhiều khách hàng, điều đó rất là tốt, điều đó rất là tốt. Tuy nhiên cái tài sản hữu hình đó nó chỉ chiếm có 20% thôi, tài sản vô hình nó chiếm có 80% lận, nhưng mà nhiều người không có nhận ra. Nhờ có cái tài sản vô hình đó bạn mới tạo ra tài sản hữu hình. Cái tài sản vô hình đó nó mới tạo ra cái tài sản hữu hình mà bạn đang có đó. Và ai đó họ có cái tài sản, họ biết cách tạo tài sản vô hình, bạn họ biết cách tạo tài sản mềm, thì chắc chắn 100% luôn. Ok chưa? Bạn sẽ như thế nào ạ? Bạn sẽ xem bạn sẽ có được gì ạ? Những cái tài sản hữu hình nó rất là tuyệt vời. Vậy cái tài sản đầu tiên mình muốn gửi đến các bạn đó là tài sản gì ạ? Các bạn ghi vào đó, cái thương hiệu cá nhân của bạn. Các bạn ghi vào đi ạ. Đó chính là cái thương hiệu cá nhân của bạn, ghi vào. Các bạn ghi vào. Tối nay mình đang nói một cái keyword rất là quan trọng. Cái chủ đề 8 cái tối nay là nó vô cùng quan trọng. Và các bạn hãy ghi vào đi ạ. Đảm bảo ghi vào và các bạn nhớ luôn. Để nghe không lỗ tai này, nó chạy qua lỗ tai này. Cái người nào mà họ biết ghi vào, họ biết nốt từng cái một, thì cái người đó nó họ vô hình trung họ đã đưa cái điều đó vào trong cái tiềm thức của họ. Ok chưa? Tài sản cá nhân, các bạn thấy chưa? Ai cũng có. Khi mà bạn sinh ra trên đời này thì ai cũng có một cái hình dáng, mỗi người là một cái hình dáng rất là đặc biệt. Ai cũng có cái câu chuyện cuộc đời của chúng ta.
ai cũng có họ tên. Tuy nhiên các bạn thấy thế giới của chúng ta gần 8 tỷ người. Một cái câu hỏi đặt ra, bạn là ai trong 8 cái tỷ người này? Bạn là ai? Câu hỏi đặt ra ở đây mình muốn gọi đến các bạn, bạn là ai trong 8 tỷ người này? Bạn là ai? Và tại sao mình luôn hỏi các bạn là tại sao một cái người cầu thủ A họ đá 1 giờ hoặc là 1 năm họ được trả một cái khoản tiền, các bạn phải không? Các bạn thấy Messi, Ronaldo đúng không ạ? Vài chục triệu đô, vài chục triệu euro, vài chục triệu bảng Anh, các bạn thấy kinh khủng không ạ? Nhưng tại sao có một người làm việc một tháng lương có 5 triệu nếu mà quy ra số giờ mỗi ngày họ làm việc 10 giờ thì rõ ràng là một giờ họ làm việc chừng 200-300 ngàn à? Tại sao vậy các bạn? Chào, tại sao ạ? Tại sao cái con người này một giờ quy ra họ chỉ có vài trăm ngàn à? Tại sao con người khác một giờ được 500 ngàn? Tại sao con người khác một giờ họ kiếm được 1 triệu? Tại sao con người khác một giờ họ kiếm được 5 triệu? Cái điều gì các bạn? Cái điều gì nó tạo ra cái đó? Tại sao có một người ca sĩ hát một giờ là vài chục triệu, nhưng có người ca sĩ hát một giờ có 500 ngàn? Và tại sao có người ca sĩ phải trả tiền để được hát? Để trả tiền, muốn được hát đó là phải trả tiền đó các bạn. Tại sao vậy? Và tại sao lại có những người phải bỏ tiền rất là nhiều mua vé để vô ngồi nghe người khác hát? Các bạn hình dung ra điều này chưa? Cái điều đó nó được định hình là đó là cái thương hiệu cá nhân của bạn. Khi người ta nghe đến bạn, người ta nghe đến bạn là người ta như thế nào ? Người ta như thế nào các bạn ơi? Người ta muốn bỏ tiền ra để nghe bạn. Các bạn có nhận ra điều này không? Cái đây là một cái sức mạnh nó vô cùng ghê gớm. Và tại sao người ta lại muốn nghe bạn và người ta lại không nghe người khác? Chào bạn Dương Lê Vân. Em đã chia sẻ cái livestream này về cái kênh YouTube của em chưa? Chào bạn Ngô Hải Long, kiến trúc sư Ngô Hải Long, rất là tuyệt vời. Ở đây mình muốn nói với bạn những điều nó rất là cụ thể, nó như vậy. Các bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa? Mình đã nói tối nay mà nói một điều rất là tuyệt vời. Và không những bạn chia sẻ về, bạn lưu, bạn nhớ, mà những người bạn của mình hãy báo cho những người bạn của mình hãy chia sẻ livestream này. Bạn nào chưa làm bạn của mình, chưa kết nối livestream mình, chưa theo dõi livestream của mình thì hãy livestream kết nối ra cho bạn Nguyễn Hữu Hải, tuyệt vời. Tại sao hồi nãy giờ mình đặt hàng loạt những cái câu hỏi đó, tại sao những người đó là những cái con người nó tuyệt vời vậy? Và khi nghe các bạn thôi như các bạn nào đã đến lớp mình thì các bạn biết rồi đó. Các bạn nào đã từng đến lớp học của Be Training, các bạn đã giao lưu với mình, các bạn đã biết mình rồi. Khi các bạn mà nghe thì các bạn sẽ sẵn sàng các bạn đi học. Người khác đứng lớp thì bạn không chịu. Tại sao nó như vậy các bạn nhỉ? Cái điều gì nhỉ? Cái điều gì nó làm cho bạn nó như vậy? Cái điều gì nó làm cho bạn là tại sao các bạn chọn học mình? Tại sao các bạn? Và có những bạn, có những lớp khác mà nói cái chuyên gia này dạy rất là hay, mình mời phải dạy, nhưng mà các bạn không chịu. Tới lớp mà các bạn thấy không có mình là các bạn sẵn sàng đi về. Và các bạn thấy mà cái những cái lớp nào mà có mình đứng nói là học phí không có hề rẻ. Học phí của một giờ mình đứng lớp nó cao hơn những người khác. Nhưng sao ? Nhưng các bạn vẫn phải học. Cái đó chính là cái thương hiệu cá nhân của cái người đó. Các bạn phải nhận ra điều đó. Các bạn bên kênh YouTube á, các bạn hãy chào mình, các bạn chia sẻ mình đi, và các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn người khác. Các bạn trên kênh Facebook cũng vậy, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà người khác, về nhà các bạn, để mà các bạn được nghe nhiều hơn. Tại sao? Cái đó là do cái tên tuổi, cái thương hiệu của người đó đã được xây dựng, đã được chứng minh theo thời gian, đã được nhiều người làm bằng chứng. Chính cái con người đó nói, chính cái con người đó đứng đó thì nó như thế nào ? Cái giá trị nó rất là cao. Giống như các bạn đi nghe ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát, nó sẽ giá trị cao hơn những cái ca sĩ khác. Chính các bạn xem những cái người cầu thủ đỉnh cao đá, nó sẽ khác biệt so với những người cầu thủ khác. Bởi vì họ đã xây dựng được cái tên tuổi, cái thương hiệu của họ nó rất là phát triển và nó rất là bền vững theo thời gian.
các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Nó rất là tuyệt vời. Và nó như thế nào ạ? Và chính các bạn cũng phải xây dựng thương hiệu cá nhân của mình, cái tên tuổi của mình theo từng bước một, mà để cho mọi thứ nó càng ngày nó càng phát triển lên. Còn không, nếu bạn sinh ra trên đời này không ai biết đến bạn ngoài ba mẹ bạn, ngoài mấy đứa bạn, thậm chí mấy đứa bạn nó còn không nhớ đến bạn nữa, rồi khi mà bạn mất đi thì cũng chả không ai biết bạn, bởi vì bạn không có tên tuổi gì hết. Bạn không là ai trong một cái làng xóm đó hết, bạn cũng không là ai trong một cái đất nước đó hết, và bạn cũng không là ai trên 8 tỷ người này, người ta sẽ không nhận ra bạn đâu. Giờ các bạn đã tập trung vào cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình chưa? À, các bạn comment xuống đi. À, hồi nãy giờ mình chia sẻ cái bài học này thì các bạn có học được cái gì chưa? À, các bạn có cảm nhận ra được cái sức mạnh của cái tên tuổi của mình chưa? À, bạn đã cảm nhận ra được sức mạnh, cái giá trị của mỗi con người được sinh ra đời này nó luôn có một cái giá trị đặc biệt không? À, người nào họ biết cách thì họ sẽ xây dựng cái giá trị đặc biệt đó, từng bước nó phát triển lên. À, vậy thì các bạn có nhận ra điều nào không ạ? Mình nhận ra thì các bạn thấy, à, tôi, các bạn ghi vô, tôi phải xây dựng thương hiệu cá nhân, tôi comment xuống, tôi phải xây dựng thương hiệu cá nhân của tôi. Thương hiệu cá nhân của tôi là rất đáng giá. À, cái thương hiệu cá nhân của tôi nó rất là có giá trị. À, thương hiệu cá nhân của tôi được rất là nhiều trân trọng, các bạn comment xuống đi. À, các bạn phải tuyên bố như vậy thì các bạn mới càng ngày càng phát triển được. Chào bạn Hiền Thanh, em rất là tuyệt vời. À, cái thứ hai các bạn ghi vô đó là cái kiến thức của bạn. À, cái đây là cái tài sản vô hình á, mà nó là tài sản mềm á. Kiến thức của bạn, bạn có những cái kiến thức gì, bạn có những cái kiến thức gì, à, mà muốn có kiến thức thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đi học, chúng ta phải đọc, à, chúng ta phải đọc, chúng ta phải nghe. Ví dụ các bạn nghe giờ này nó giúp cho bạn có kiến thức, càng nghe càng giúp cho chúng ta có kiến thức, càng học nó giúp cho chúng ta càng thấm thấu. À, các bạn phải đọc sách, phải đi học, phải nghe, và nó làm gì? Nó thấm vào phía bên trong của các bạn á, và nó giúp cho bạn có cái kiến thức. Và người nào các bạn thấy nói chuyện với những người có kiến thức, các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời. À, những người có kiến thức họ am hiểu, họ biết việc A, họ biết việc B, họ biết rất là nhiều thứ. À, những người có kiến thức là những người mà như thế nào ạ? Nó làm cho bạn trân trọng họ, họ có những điều để nói, họ có những điều chia sẻ với các bạn. À, bạn không có kiến thức làm sao bạn nói được? Bạn có đồng ý ra điều này không ạ? À, và muốn có kiến thức thì chúng ta phải học. Có người chúng ta có cái khả năng đó mà. À, và phải học thì phải học nữa. Chứ đừng cứ nghĩ rằng là ta tốt nghiệp đại học rồi là có, không có phải. Không phải vậy. Chúng ta học đại học, các bạn nên nhớ một điều rằng học đại học các bạn chỉ tiếp thu những cái kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn, kiến thức chuyên ngành. Bạn cần phải có cái đó người ta gọi là kiến thức cơ bản. Bạn cần phải có những cái kiến thức gì ạ? Kiến thức phổ thông là kiến thức hàng ngày, các bạn đọc sách báo, các bạn đọc sách, các bạn đọc báo, các bạn nghe người A, người B nói. Các bạn thấy có phải bạn có kiến thức đâu mà cái kiến thức đó ngoài cái kiến thức bạn học trên nhà trường nữa. À, bạn có nhận ra điều này không? À, điều đó cũng chưa đủ. À, kiến thức cơ bản, kiến thức phổ thông là chúng ta phải đọc báo, cập nhật những kiến thức đó hàng ngày để chúng ta mới tích lũy. À, rồi chúng ta những cái kiến thức cơ bản là ở trong nhà trường, chúng ta vào nhà trường chúng ta học, rồi chúng ta có những cái kiến thức gì nữa, kiến thức từ trường đời là bạn phải va vấp. À, chào bạn Linh, bạn Nguyễn Thị Linh, lâu quá cũng chưa gặp em. À, chúng ta phải va vấp, chúng ta phải lăn lộn, chúng ta phải lăn xả, chúng ta phải dấn thân thì chúng ta tiếp nhận được những kiến thức từ trường đời. Mình ví dụ cho các bạn thôi, ví dụ là bạn đi học chuyên ngành bất động sản đi, mình ví dụ đi, thì bạn lên nhà trường bạn ngồi bạn học, thì bạn như thế nào ạ? Bạn biết cho mình những kiến thức nào là pháp lý bất động sản như thế nào, như thế nào là bất động sản nhà ở, như thế nào là bất động sản khu công nghiệp, như thế nào là bất động sản du lịch, ok chưa? Chấm. À, chúng ta có rất là nhiều kiến thức về những cái lĩnh vực đó. À, tuy nhiên cái đó là những cái kiến thức gì à? Kiến thức trên cái nhà trường đó là người ta gọi là kiến thức cơ bản thôi.
Tuy nhiên sau đó nó như thế nào ạ? Bạn phải như thế nào? Bạn phải đi ra ngoài, bạn phải ra ngoài, bạn đọc sách, đọc báo hàng ngày, báo chí đó nó nói đó. Các bạn thấy chưa? Ví dụ như vừa rồi ngày hôm qua mà bạn nào đọc cái bài trên báo, người ta nói là cái khu Thanh Đa là đang vướng quy hoạch 20 mấy năm nay, và nhất quyết trong năm nay là nhà nước sẽ tìm nhà đầu tư lớn và gỡ cái quy hoạch đó. Các bạn thấy đó là những kiến thức phổ thông hàng ngày đó rất là tuyệt vời. Và nếu ai nắm được cái thông tin đó thì chúng ta sẽ tìm cách chúng ta đón đầu để chúng ta mua được cái miếng đất, chúng ta đầu tư vào những đất ngay cái ngày đầu tiên, ví dụ vậy. Nhưng mà kiến thức từ trường đời là như thế nào? Bạn chạy trực tiếp vào trong cái khu Thanh Đa, bạn xem từng lô đất một, chúng ta phải mua ngay cái lô nào, chúng ta phải mua cái góc nào, là từ cái thực tế cuộc sống. Nhiều lúc bạn học trên nhà trường á, nhưng mà bạn sẽ không bằng cái thằng cò nó ở cái khu vực đó. Nó không có cái kiến thức trên nhà trường như các bạn, nó cũng chả thèm đọc sách báo nhiều như các bạn đâu, nhưng mà nó ở cái khu vực đó, nó biết nó mua cái gì phù hợp hơn bạn. Bạn không biết mua, bạn sẽ bị dính liền. Các bạn đồng ý ra điều nào ? Để có được cái kiến thức, chúng ta cần phải học. Ngồi đó không sao có kiến thức, mà chúng ta học á, là các bạn ơi, chúng ta có học cả ba cái kiến thức đó: kiến thức cơ bản, kiến thức phổ thông, mà kiến thức từ trường đời. Chúng ta phải va vấp thì chúng ta mới có kiến thức chứ. Và cái người nào họ có cái kiến thức thì họ có sức mạnh, họ am hiểu và họ xử lý thông tin rất là tốt. Cái người không có kiến thức á là dễ bị gạt lắm, dễ bị lừa lắm. Các bạn thấy mấy cái người họ chơi coi không vừa rồi á, các bạn biết họ thiếu kiến thức, nó là họ mới bị người khác lấy tiền của họ. Có kiến thức sao bị, sao mình không bị, sao một số bạn không bị, mà tại sao mấy người kia họ bị? Bởi vì họ không có kiến thức, họ nghe người khác nói. Toàn là những cái thằng mà hiện tại các bạn biết nó kêu các bạn đi đầu tư tiền ảo, toàn là nó đưa cái gì trên mây, nó nói lý thuyết không à. Nào là công nghệ blockchain đột phá, thì nó là cái công nghệ thôi chứ nó có cái gì đâu mà đột phá. Thì nó cũng là công nghệ như ba công nghệ khác, như là lần đầu tiên ra cái điện thoại thì nó là rất là tuyệt vời, nhưng mà nó ứng dụng cái gì cho cuộc sống. Thì lần đầu tiên nghe cái công nghệ blockchain đó thì nó là phi tập trung thôi chứ có gì đâu. Và người ta ứng dụng phi tập trung thì một ít thì ứng dụng để tạo ra cái đồng tiền để theo dõi, nhưng mà cái đồng tiền đó nó phải có được nhà nước quản lý, phải có chính phủ quản lý. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Nó là một cái kết nối về công nghệ mới, thì nó ra giống như chúng ta mới có điện thoại, như chúng ta mới có một cái tivi mới, hoặc là lần đầu tiên mới ra internet đi, các bạn thấy đó, nó sẽ tạo ra một số công việc làm mới, nó sẽ tạo ra một số cơ hội mới, chứ làm gì mà thần thánh. Các bạn thấy không ? Nó là thiếu những kiến thức đó là chúng ta sẽ bị người này dụ, người kia dụ, rồi sẽ mất tiền. Vậy thì mình nói với các bạn rằng là chúng ta cần phải có gì ? Cái tài sản thứ hai rất là tuyệt vời là chúng ta cần phải có kiến thức. Thiếu kiến thức là chúng ta sẽ như thế nào ? Chúng ta sẽ không thể phát triển được, và chúng ta sẽ không tạo ra tài sản hữu hình được. Các bạn nhận ra điều này chưa ? Mình đã nói rồi mà, tài sản vô hình nó tạo ra tài sản hữu hình. Và cái người khôn ngoan á là họ biết đi đi biết tạo ra cái tài sản vô hình. Bản thân mình là mình tập trung mình xây dựng cái tài sản vô hình. Vậy thì vừa rồi cái tài sản thứ ba mình chia sẻ với các bạn, các bạn thấy này đề tuyệt vời không ? Tuyệt vời thì các bạn comment xuống, các bạn nói là cái kiến thức này rất là hữu ích. Hồi nãy giờ các bạn học được gì thì các bạn cũng comment xuống cho mình luôn. Và bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa? Tiếp tục, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ tiếp nữa chưa? Cái tài sản thứ ba đó là những cái kỹ năng các bạn có được. Bạn có kiến thức là bạn mạnh mẽ, nhưng mà bạn vẫn chưa ok. Nếu bạn không có cái kỹ năng để làm được cái việc đó, bạn phải có cái kỹ năng. Bạn thiếu cái kỹ năng thì không có được. Ví dụ như là bạn có kiến thức về kế toán, nói về kế toán mà biết hết, nhưng mà bạn cần có phải cái kỹ năng để làm ra cái sổ sách kế toán, làm ra cái báo cáo kế toán. Các bạn hình dung chưa? Làm như thế nào? Làm ra được cái chứng thư thật trong đây, chúng ta cần phải có kế toán. Chúng ta cần phải có cái kế toán gì chúng ta cần phải có cái kỹ năng để đánh cái máy tính, cần có kỹ năng làm về Excel, trình bày Excel, kỹ năng đọc những con số. Không có kỹ năng thì đâu được. Thiếu có kiến thức mà thiếu kỹ năng thì chúng ta cũng không có phát huy được cái sức mạnh. Các bạn thấy chưa? Bản thân mình thì các bạn thấy chưa? Mình có cái kỹ năng viết sách,
À, không phải là có cái kiến thức về viết sách. Đây những người có kiến thức về viết sách, ai không biết là viết quyển sách là viết từ A tới Z. Ai không biết cái quyển sách là nó có mấy cái mục lục. À, những cái người nói mà họ nói viết quyển sách là họ sẽ viết được, nếu không biết thôi họ viết nói vậy thì ai nói không được. À, chúng ta cần phải có cái kỹ năng làm cái việc đó. À, như bản thân thì mình có kỹ năng viết sách, mình có cái khả năng gì, mình có khả năng đứng lớp, mình truyền tải cho các bạn, mình có cái kỹ năng live stream. À, để live stream được thì mình phải tổng hợp lại kiến thức, mình phải review, mình nhớ lại các bạn. À, ok chưa? À, mình phải có kỹ năng về công nghệ để các bạn thấy gì nè, mình đang live stream giữa hai kênh nè, giữa kênh Facebook, chúng ta cần phải có cái kỹ năng. À, các bạn thấy chưa? Các bạn có kiến thức mà các bạn không có kỹ năng thì cũng không được. Kiến thức là nó tuyệt vời nhưng mà phải có thêm cái kỹ năng nữa. Bạn có cái kiến thức về lái xe chưa đủ, bạn cần phải có cái kỹ năng lái xe. À, bạn có kiến thức về bất động sản, điều đó rất tốt, nhưng mà chưa đủ, bạn cần có phải có những cái kỹ năng để biến những cái kiến thức bất động sản đó nó thành vào trong thực tế. À, chúng ta phải thực hành những cái kỹ năng. À, bạn có kiến thức về kinh doanh chưa đủ. À, bạn cần phải có gì? Có cái kỹ năng, có kỹ năng bán hàng, có kỹ năng làm marketing, có kỹ năng tuyển dụng nhân viên, có kỹ năng làm việc với nhân viên, đó là những cái kỹ năng. À, có kỹ năng chăm sóc khách hàng, làm việc với khách hàng. À, chào bạn Trang Nguyễn, thì các bạn cứ chào mình thấy chứ sao không thấy. Đó. Mình bận nói mà, các bạn nào cứ chào đi, mình nhìn mình biết mà, mình đang bận nói mà. Ok, mình nhìn thấy các bạn thì làm sao mình nói được. Ok chưa? À, nó là mình nói với các bạn rồi là chúng ta cần phải có những kỹ năng, vậy là vừa rồi. Nếu mà các bạn mà không có kỹ năng làm cái việc đó là bạn là người giảm đi cái giá trị, bạn không biết đào tạo con người. Bạn không có kỹ năng lái xe. Bạn chỉ có kiến thức lái xe thôi, bạn chỉ có kiến thức bất động sản thôi. À, bạn chỉ có cái kiến thức bất động sản thôi mà bạn không có cái kỹ năng để đi tìm ngó bất động sản, đi nhìn ngó để có cái bất động sản nào tốt thì cũng không được. Bạn chỉ có kiến thức về gì, về kinh doanh thôi, nhưng mà không có những cái kỹ năng trong kinh doanh thì cũng không có được. À, mỗi người họ sẽ luyện, muốn có kỹ năng kinh doanh thì bạn phải luyện. À, các bạn nào chưa chia sẻ lên trên này thì các bạn hãy chia sẻ về nhà các bạn đi. À, hãy chia sẻ các bạn. À, nếu chúng ta có kiến thức không mà chúng ta không có kỹ năng thì làm sao được. Nên đầy những người họ có cái kiến thức mà họ có kỹ năng, nên họ không có biết biến những cái kiến thức họ thành tiền được, thành cái giá trị thực tế trong cuộc sống được. À, vậy là chúng ta có cái tài sản thứ ba, các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời thì các bạn comment xuống, các bạn nói tài sản thứ ba này rất là tuyệt vời. À, các bạn comment đi, mình càng thấy các bạn comment thì mình lại càng chia sẻ máu lửa hơn. Các bạn bên kênh YouTube cũng vậy. À, các bạn hãy comment xuống, à, các bạn hãy chia sẻ lại stream này về nhà các bạn. Các bạn giới thiệu các bạn đi, các bạn bên kênh Facebook cũng vậy. À, chào bạn Sally Võ. À, các bạn dùng ra điều này chưa? Rồi. À, bây giờ tối nay cả tiếng đồng hồ các bạn, tại vì nó nhiều quá, cái lưu lượng kiến thức tối nay nó rất là nhiều, nên mà nói cái live stream tối nay nó rất là giá trị, các bạn hãy chia sẻ về nhà các bạn liền. À, và nếu mà nói mà bạn bè mình cùng nghe nữa thì nó rất là tuyệt vời. À, bây giờ cái thứ tư đó là chúng ta cần phải có cho mình gì ạ? À, cần cho mình những cái kinh nghiệm, đó chính là tài sản mềm của bạn. Các bạn thấy một người có kinh nghiệm làm việc với một người khác không có kinh nghiệm mà nó khác lắm. Tại sao tuyển dụng người ta luôn yêu cầu là kinh nghiệm nhiều năm? Tại sao bạn phải ngộ ra cái điều đó chứ? Trong một người có kinh nghiệm, trong một người không có kinh nghiệm khác nhau hoàn toàn. À, một người, mình hay nói, một người có kiến thức về giao thông với một người có ý thức về giao thông khác nhau không? À, chào bạn Hiền Văn, khác nhau lớn, vô cùng khác nhau. À, rất là khác nhau. Nhưng là một người mà họ có kinh nghiệm thì thôi khỏi nói rồi. À, các bạn thấy giờ mình bây giờ mình không những viết sách mà mình còn có kinh nghiệm viết sách nữa, mình mới viết ra được nhiều quyển sách. Các bạn thấy mình chuẩn bị mình ra quyển sách thứ tư rồi. Rồi sau khi ra quyển sách thứ tư xong thì mình ra quyển sách thứ năm. Ok chưa? À, khi mà chúng ta muốn có kinh nghiệm thì chúng ta phải va vấp, chúng ta phải dấn thân, chúng ta phải lăn xả. À, chúng ta phải thực hành nó, chúng ta phải bắt tay, chúng ta phải làm. À, muốn ngồi không mà đòi có kinh nghiệm,
có nhiều người nói em không có kinh nghiệm trong kinh doanh nên em chưa ra kinh doanh được. Không có kinh nghiệm thì phải lăn dấn thân, hãy lăn xả để cho nó có kinh nghiệm, chứ không phải là ngồi chờ có kinh nghiệm. Những cái người họ hay nói ra rằng là em làm công thêm vài năm để em lấy kinh nghiệm, em ra làm kinh doanh, em làm chủ. Cái câu nói là một cái trong những cái câu nói mà nó đánh lừa cuộc đời của bạn. Làm sao mà chúng ta lấy kinh nghiệm của một người làm công để đi ra làm một người làm chủ được? Nó chỉ đóng góp bạn tí tí thôi, thậm chí nó không đóng góp cái gì mà nó làm cho bạn có một cái thói quen không tốt nữa. Làm sao chúng ta lấy kinh nghiệm của một người làm công mà ra làm chủ được? Chúng ta không thể lấy kinh nghiệm của một người lái xe đạp để ra lái xe con được. Các bạn chú ra điều này chưa? Một trong những cái cách rất là đơn giản là khi chúng ta muốn có cái kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào thì chúng ta như thế nào chúng ta cứ đi xong vào lĩnh vực đó thì chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Chứ chúng ta không có thể mà tôi phải đi học vài năm để cho tôi lấy kinh nghiệm để tôi đi ra làm chủ. Cũng giống như tôi đi làm công vài năm để tôi lấy kinh nghiệm để tôi đi tu. Nói như vậy thì không được. Muốn đi tu thì phải, muốn có kinh nghiệm đi tu thì phải đi vào con đường tu. Muốn có kinh nghiệm lái xe là phải đi vào cái con đường lái xe. Muốn có kinh nghiệm làm công thì đi làm công, và muốn có kinh nghiệm làm chủ thì đi làm chủ. Làm gì có cái chuyện mà lấy kinh nghiệm làm công đi ra làm chủ. Cái việc đó nó sẽ đóng góp không bao nhiêu, mà thậm chí nó còn tạo ra những cái thói quen không có tốt, thói quen không có hợp lý. Ý ở đây mình nói vậy. Vậy thì muốn có kinh nghiệm thì phải sẵn sàng làm, mà đã làm thì nó sẽ có lúc đúng, có lúc sai. Đúng thì chúng ta làm tiếp, làm tốt hơn nữa. Sai thì chúng ta lại sửa sai, chúng ta điều chỉnh, chúng ta lại làm tiếp. Chứ ngồi để tính toán để cho nó đúng luôn thì làm sao mà có. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Và những người họ có kinh nghiệm là những người tuyệt vời, vì họ sẽ tạo ra một cái tài sản rất là tuyệt vời trong cuộc đời họ. Đó là tài sản gì các bạn biết không? Tài sản gì các bạn? Một trong những cái tài sản mềm, tài sản vô hình. Các bạn thấy, các bạn gặp những người có kinh nghiệm nó tuyệt vời không ạ? Nó rất là tuyệt vời. Họ làm cái gì chính xác cái đó, họ làm cái gì nó hiệu quả cái đó, họ làm cái gì nó tạo ra thành quả ngay cái lúc đó. Những cái con người mà không có kinh nghiệm chán lắm, rất chán các bạn. Họ làm gì sai đó, làm gì họ cũng sợ hết. Một trong những lý do các bạn sợ là bạn thiếu kiến thức nè, thiếu kỹ năng nè, thiếu kinh nghiệm nè, thì làm cái gì nó cũng trật. Và thế là bạn sợ, nó đơn giản là như vậy thôi, chứ có gì đâu các bạn. Vậy thì các bạn thấy là vừa rồi những cái gì mình chia sẻ bạn, các bạn thấy cái điều này có tuyệt vời mà, nó rất là tuyệt vời đúng không? Nó rất là tuyệt vời. Nhưng các bạn comment xuống, các bạn nói điều này rất là tuyệt vời. Comment xuống đi các bạn ơi. Vậy là hồi nãy giờ mình đã live stream được một nửa rồi, một nửa cái mô đun tối này. Mà nói cái mô đun tối này nó rất là dài và nó rất hay vô cùng, nên các bạn hãy theo dõi live stream này. Chào bạn Thi Phan Văn, tuyệt vời. Và các bạn hãy đăng ký vào cái kênh của mình. Các bạn hãy như thế nào hãy chia sẻ kênh này cho bạn bè mình, bạn bè nào đang thức hãy chia sẻ họ để họ biết, để họ cùng nhau xem livestream này chung với các bạn, là điều đó rất là tuyệt vời. Hồi nãy mình quên lấy cái ly nước, mình rất là khát nước. Các bạn chờ mình đi lấy ly nước một chút xíu nha các bạn. Hãy xem livestream này, mình nói liên tục hồi nãy giờ hơn 30 phút rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã chờ mình đi lái nước. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trái tim nói như thế nào Vậy thì hồi nãy giờ mình cũng chưa giới thiệu về mình. Bạn nào mà chưa biết mình thì các bạn comment số 1 đi. Các bạn nào biết mình rồi thì các bạn giới thiệu họ tên của mình. Và hãy chia sẻ lại trên này về nhà các bạn. Và mình dừng lại một ít phút để mình giới thiệu sơ về mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Mình 43 tuổi. Mình là người nói cà lăm nói lắp. Nên là các bạn thấy cái cách mình nói nó rất là lắp. Rất là cà lăm, bây giờ nó đỡ hơn rồi. Mình đến từ tỉnh Khánh Hòa. Quê mình ở Cam Ranh và mình vào Sài Gòn 20 mấy năm rồi.
Hiện tại mình là ở quận 2 và mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân B-Training năm 2009. Bạn Trần Kiên, mình không có lớp ở Hà Nội đâu bạn Kiên ơi. Bạn muốn thì bạn vào Sài Gòn thôi. Sài Gòn công việc làm không hết, chạy đâu lông bông bạn. Cái của mình là tập trung. Mình không có phải như những cái người mà cứ chạy lông bông năm này đi chỗ này, năm kia đi chỗ kia. Cái mô thức mình là làm mình bắt đầu chia sẻ cái con đường khởi nghiệp cho các bạn năm 2009, cho tới giờ đã được 9 năm rồi. Và cái khóa học vườn ươm doanh nhân B-Training mình để cái tên cho các bạn biết nó hơi bị ngược ha. B-Training, logo của B-Training, B-Training vườn ươm doanh nhân B-Training. Cái khóa học nội tiết của mình là làm chủ doanh nghiệp. Cái cách đi lên từ cái người khởi nghiệp từ năm xu, bạn mình sẽ chia cho bạn cái cách mà như thế nào mà ra khởi nghiệp từ không đồng. Cái đây là cái cách mà nó rất là thiết thực và nó đi từ chính cái cuộc đời của mình. Bởi vì mình là người dân tỉnh vô, mình cũng đâu có nhiều tiền đâu. Mình đã làm được cái việc này nên mình chia sẻ cái điều này đến cho các bạn. Và mình đã vào Sài Gòn hai mấy năm, song song với hai mấy năm là hai mươi mấy năm làm kinh doanh của mình. Cho tới giờ mình cũng có hơn hai mấy năm làm kinh nghiệm làm kinh doanh rồi. Cái quyển sách đầu tay của mình là cái quyển sách Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển này hiện tại đã bán được 21.000 cuốn rồi. Mình rất là vui khi cái quyển sách này ra đời và đã giúp cho rất nhiều bạn trên mọi miền đất nước biết về mình. Đã phát hành được 21.000 cuốn rồi. Cái quyển sách thứ hai của mình là cái quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Cái quyển sách này mình chia sẻ đến các bạn là 101 những bài học trong kinh doanh và cuộc sống. Và mình rất là yêu, mình rất là quý, mình rất là tự hào khi mình ra cái quyển sách thứ hai này. Cái quyển sách thứ ba của mình đó là quyển sách Bán Hàng Online Ngay. Cái quyển sách này thì hiện tại đang nằm ở nhà in, mới đang nằm ở khâu xin phép và đang nằm ở nhà in. Chỉ còn khoảng chắc một tháng nữa là sách sẽ về. Đây là cái bản sách mà nhà in vừa rồi in để mà duyệt để đi xin phép. Còn cái bản sách trực tiếp về để gửi cho các bạn thì phải mất khoảng một tháng nữa. Cảm ơn các bạn. Đây là cái quyển sách thứ tư của mình, là cái quyển Beyond the Way. Cái quyển này là cái quyển hoàn toàn bằng tiếng Anh và đang bán ở thị trường nước ngoài, bán trên Amazon, đang bán ở thị trường Mỹ. Thì xong những cái quyển sách này thì cuối năm nay mình cũng sẽ ra cái quyển sách tiếp theo là quyển sách thứ năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh livestream của mình. Ngay bây giờ mà các bạn nào đang xem online mà các bạn mua ít nhất hai cái quyển sách tiếng Việt của mình, hai cái quyển sách này là 210.000 đồng. Free ship, nó là cái giá bìa mình sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước này, trên khắp mọi miền đất nước này, có 210.000 đồng thôi, hai quyển luôn. Và cái sách sẽ giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, free ship cho các bạn. Cái free ship về nhà các bạn nó khoảng 50.000 chứ không phải ít đâu. Free ship luôn. Sách sẽ, các bạn cũng không cần phải chuyển tiền trước đó, các bạn chỉ comment đến số điện thoại sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và đến đó cái người giao sách cho các bạn giao sách cho các bạn, họ sẽ thu tiền luôn. Và các bạn sẽ được ưu tiên add vào một cái group. Cái group đó là cái group những cái người đam mê làm kinh doanh, những người bí mật mình kinh doanh. Những cái live stream mình sẽ chia sẻ trong đó những cái gì những cái bài viết của mình, những cái gì liên quan tới kinh doanh. Chào bạn Nguyễn Duy Tân. Ok, sách sẽ gửi đến em. Sẽ được add vào trong cái group đó và bạn có cơ hội bạn hỏi mình những cái câu hỏi liên quan tới kinh doanh, liên quan tới lãnh đạo, liên quan tới phát triển bản thân, liên quan tới phát triển con người của các bạn. Và cũng như mình với các bạn sẽ trở thành những kỹ năng, những người kết nối với nhau. Ok, vậy là vừa rồi mình có cái live stream để mình nói đến các bạn cái thông tin về mình. Mình có cái khóa học thứ năm hàng tuần tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn học tại trung tâm của B-Training hoàn toàn miễn phí. Bạn nào ở các tỉnh bay về học được cái khóa học này thì các bạn comment số điện thoại xuống và các bạn nói là em muốn học cái lớp học này, thì các em nó sẽ báo cho các bạn để các bạn học. Mình rất là vui nếu mà gặp các bạn trực tiếp luôn thì nó tuyệt vời hơn. Và bây giờ mình lại tiếp tục, mình lại chia sẻ tiếp. Ok chưa? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ tiếp chưa? Các bạn có chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn chưa? Cái chương trình tối hôm nay nó rất là dài, nó không phải như mấy bữa nó có 30 phút rồi. Thế thì vừa rồi mình nói với các bạn là tài sản vô hình nó gồm có gì? Thứ nhất là cái thương hiệu cá nhân mình đã nói rồi. Cái thứ hai nó là cái gì ạ? Cái thứ hai nó là cái gì các bạn ơi? Thứ hai nó là cái kiến thức mà chúng ta có được.
cái kiến thức thì chúng ta phải tự đào tạo được. Cái thứ ba là cái gì ạ? Đó là những cái kỹ năng mà chúng ta phải rèn luyện nó mới có được. Và cái thứ tư là gì ạ? Đó là những cái kinh nghiệm mà chúng ta có được. Đó là những cái tài sản. Bạn thấy đó, người nào họ có những cái điều đó, đó là một cái tài sản rất là có giá, nó rất là quý giá. Tại sao người này được trả được rất là nhiều tiền nhưng mà người kia nó như thế nào ạ? Nó lại ít tiền. Khi nghe tên tuổi người đó là người ta đi học liền. Khi nghe tên tuổi người đó là người ta lập tức gì ạ? Người ta lập tức trả tiền cao liền, người ta lập tức đăng ký liền. Bởi vì những cái con người đó sẽ cho các bạn rất là nhiều cái điều giá trị và hữu ích. Và bây giờ tiếp tục là mình chia sẻ bạn cái tài sản thứ mấy các bạn? Thứ năm. Thứ năm đó là về cái tính kỷ luật. Các bạn đã có tính kỷ luật chưa? Nếu bạn nào mà không có tính kỷ luật thì bó tay. Bạn cần phải kỷ luật. Có người nào mà họ có khả năng có kỷ luật tốt thì cái con người đó họ như thế nào ạ? Họ ở một cái tiêu chuẩn rất là cao và một cái tiêu chuẩn rất là tốt. Ví dụ mình ví dụ đi. Còn cái người nào mà không có kỷ luật, các bạn thấy mấy người đó chán lắm, mà nói các bạn mà chơi với những người nào không có kỷ luật các bạn cũng chán lắm, rất chán. Và các bạn hãy xem chừng những con người đó họ sẽ phá vỡ kỷ luật bất kỳ lúc nào. Mình ví dụ đi, một người tài xế mà họ lái xe và họ có kệ kỷ luật, các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời. Họ chạy xe đúng làng, đúng luồng, họ dừng đúng lúc, họ không có chạy xe ẩu. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Còn một người tài, họ biết rằng họ lái xe là như thế nào ạ? Họ phải luôn tỉnh, họ không được nhậu say. Nhậu say là họ không lái xe. Họ phải ngủ đủ giấc, họ phải giữ sức khỏe. Họ biết rằng là cái mà nhậu xe trong trạng thái say á, là nó vừa nguy hiểm cho họ mà gây ra nguy hiểm cho rất là nhiều người xung quanh. Các bạn thấy hành vi lái xe mà say xỉn là một hành vi vô cùng vô cùng vô kỷ luật. Vô cùng vô kỷ luật. Và hành vi gì? Xem thường mình và xem thường người khác. Các bạn chúng ta là một cái hành vi không thể chấp nhận được. Nhưng mà các bạn thấy không ạ? Vừa rồi các bạn thấy không ạ? Say xỉn mà lái xe, các bạn thấy ngay hàng xanh đó. Và các bạn thấy giờ cái điều đó không thể chấp nhận được. Chúng ta biết là cái hành vi lái xe mà nhậu xỉn là không thể chấp nhận được. Và bắt đầu từ bây giờ các bạn có phải hiểu người đó, một người mà sống có cái luật là một người rất là tuyệt vời. Bởi vì họ ý thức được, họ ý thức được họ và họ ý thức được những người khác. Nó là mình cũng thông qua các bạn qua cái live stream này. Mỗi khi mà bạn nhậu xỉn là bạn như thế nào bạn đừng nên lái xe. Mà tại sao chúng ta phải nhậu xỉn? Các bạn thấy chúng ta phải kiểm soát được con người của chúng ta chứ, tại sao chúng ta phải nhậu xỉn rồi ôm cái xe lái, một cái hành vi cực kỳ nguy hiểm, không thể chấp nhận được các bạn. Và chúng ta phải như thế nào phải ý thức ra được cái việc đó. Hoặc là một người nào đó 5 giờ sáng họ đều thức dậy, họ tập thể dục. 5 giờ sáng họ đều tập thể dục. 5 giờ sáng người tập thể dục. Còn những người mà sáng không thức dậy được tập thể dục thì hai cái người đó các bạn thấy level nó khác nhau khác nhau lắm. Một người nào đó họ ra cái thời khóa biểu và họ cam kết họ làm đúng cái thời khóa biểu đó thì cái con người nó tuyệt vời hơn cái con người mà làm việc chả có cái thời khóa biểu. Một cái con nó là cái con người nào có tính kỷ luật cao, đó là một cái tài sản vô hình. Đó là một cái tài sản nó có cái giá trị. Và họ sẽ rất là hiệu quả. Và các bạn sẽ rất là an tâm khi làm việc với những con người nó như vậy. Bên Facebook hồi nãy giờ mình không thấy các bạn nào comment mua sách của mình hết nha. Bên kênh YouTube thì tuyệt vời. Các bạn đã comment các bạn mua sách của mình. Các bạn nào mua sách của mình thì các bạn cho số điện thoại của mình đi ạ. Các bạn mua sách, các bạn kết nối, các bạn được học những cái chia sẻ kết nối mà. Rồi tiếp tục. Các bạn thấy cái tính kỷ luật quan trọng mà mình nói là mình chỉ đánh giá những con người có kỷ luật thôi. Những người không có kỷ luật thì mình đối với mình thấy những con người đó cái tài sản vô hình của họ nó thấp lắm, nó kém lắm, nó yếu lắm. Và những người mà nào không có kỷ luật họ hay đổ thừa lắm. Thường thường là họ học về họ không có làm, rồi họ đổ thừa cho cuộc đời, họ đổ thừa cho số phận. Chàng bạn Filippo tuyệt vời.
các bạn nhận ra điều này chưa? Những người có kỷ luật là những con người rất là tuyệt vời, và bạn hãy trân trọng những con người sống có kỷ luật đó. À, đó là cái tài sản thứ năm, tài sản thứ năm. À, và tiếp theo cái tài sản tiếp theo nữa đó là tài sản cái gì các bạn ơi? Tài sản thứ sáu, đó là tài sản gì ạ? Đó là mối quan hệ xã hội, mối quan hệ xã hội. À, cái mối quan hệ xã hội đó chính là tài sản, nhưng mà nhiều người họ không có biết. À, họ không trân trọng cái mối quan hệ xã hội đó. Họ chỉ thấy rằng là cái gì có lợi thì họ được làm. Ok, bạn Nguyễn Duy Tăng bên kênh YouTube sẽ gửi em. Họ thấy cái gì có lợi là họ làm, họ thấy cái lợi trước mắt thôi. Họ xây mối quan hệ trên cơ sở có lợi. Họ thấy cái người kia có lợi thì bắt đầu họ mới xây mối quan hệ. Người khác không có lợi là họ không có xây mối quan hệ. Nhưng mà các bạn biết, nếu mà như vậy thì chúng ta rất là non cạn. Cái mối quan hệ mà nó chỉ được xây dựng hữu ích khi gì à? Khi gì các bạn ơi? Theo năm tháng chúng ta hiểu về nhau thì cái mối quan hệ đó mới là mối quan hệ chất lượng. Còn gặp nhau trước mắt sắp là cà, thấy việc đó là làm ăn tốt cùng nhau, mới sắp là cà với nhau, thì cái mối quan hệ đó là mối quan hệ mà nó không có chất lượng. Và người ta luôn nói rằng là hãy xem những cái người á, 5 người, 10 người mà chơi với bạn á, bạn bè của bạn á, trong mối quan hệ thân nhất của bạn á, là biết bạn thuộc cái level nào rồi, biết bạn thuộc cái con người nào rồi. Bạn còn hiểu chưa? Nhìn thôi, nhìn những người bạn chơi đó, là biết bạn thuộc cái tầng nấc nào, biết bạn thuộc cái đẳng cấp nào rồi. Như hồi nãy mình có nói với các bạn đó, ok chưa? Hồi nãy mình có nói với các bạn mà nói rất là rõ ràng là cả hôm ngày hôm nay các bạn thấy không ạ? Mình ghé nhà mình ghé cái cửa hàng của bạn Trâm Hatigon. Buổi chiều thì sao mình gặp bạn Kiên Cường là một trong những chuyên gia chụp ảnh rất là tuyệt vời. Buổi tối thì mình gia đình mình mới ăn cơm với gia đình bạn Phạm Quốc Lâm. Các bạn thấy 100% những cái bạn này đang ra làm kinh doanh, đó làm chủ hết, và họ rất là giỏi, và con mình cũng đi theo. Và các bạn thấy không? Những mối quan hệ những con người này là những con người rất là chất lượng. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Thì sẽ biết bạn, bạn chơi với ai, bạn đi với ai, bạn làm việc với ai, bạn ở với ai, hay mà nói là bạn ăn nằm với ai, là biết level bạn nó nằm ở cái chỗ nào liền. Bạn chơi với mấy bạn nhậu thì level bạn là những người giỏi nhậu thôi. Bạn chơi với những con người mà cái thu nhập của họ thấp, cái chất lượng cuộc sống của họ thấp, thì bạn cũng nằm ở cái khúc chỗ đó thôi. Nên là cái mối quan hệ nó sẽ giúp nâng tầm nếu mà bạn biết xây dựng cho mình những mối quan hệ chất lượng, chứ không phải là chúng ta xây dựng cho mình những cái mối quan hệ mà tối về ngủ rất là nhức đầu. Xây dựng cho mình những mối quan hệ mà tối về nằm ngủ trăn trở. Chúng ta phải có cho mình những mối quan hệ mà chúng ta rất là tự hào khi chúng ta nói rằng chúng ta bạn với những con người đó. Chúng ta rất là tự hào khi chúng ta nói rằng tối nay chúng ta đi ăn cơm với những con người đó. Chúng ta rất là tự hào khi chúng ta giới thiệu với bạn bè rằng cái người đó chính là người bạn thân rất thân của tôi, người đó là những người đã từng đi uống cà phê của tôi, song hành vợ tôi. Các bạn thấy chưa? Chúng ta phải có những cái người bạn tuyệt vời nó như vậy. Cái mối quan hệ không phải ở cái chỗ bạn làm không, mà mối quan hệ nó phải mở rộng ra bên ngoài nữa. Mối quan hệ nó không phải ở cái Sài Gòn này không, mà mối quan hệ đó nó phải nằm ở các tỉnh nữa. Mối quan hệ đó nó không phải nằm trong lĩnh vực của bạn không, mà nó nằm ở những cái lĩnh vực khác nữa. Bạn đã có cho mình những mối quan hệ chất lượng chưa? Một cái câu hỏi nó rất là quan trọng đó. Và đó chính là cái tài sản vô hình của bạn. Các bạn thấy chưa? Vậy là hồi nãy giờ mình nói tới mấy cái tài sản vô hình rồi các bạn. Mấy cái tài sản rồi. Các bạn ơi, mấy cái tài sản rồi. Tài sản thứ mấy rồi? Tài sản thứ 6 rồi đúng không ạ? Và các bạn thấy những gì mình chia sẻ bạn thấy có ý nghĩa không ạ? Rất là ý nghĩa. Hồi nãy giờ mình chia sẻ được 50 phút rồi đó các bạn ơi. Nó là cái chương trình tối nay nó rất là dài. Và bạn nào mà nghe được chương trình tối nay mà bạn thực hiện được là tự nhiên là bạn sẽ gì? Bạn sẽ phát triển và bạn sẽ học hỏi được rất là nhiều. Bạn nào chưa chia sẻ livestream này về thì mình nói mình rất tiếc cho bạn đó. Rồi bạn nào mà chưa kết bạn với mình thì hãy đăng ký kết bạn với mình, follow, đăng ký chia sẻ cái kênh YouTube của mình ra, chia sẻ cái kênh Facebook của mình ra. Hãy kết nối cái điều này các bạn. Đây là một điều rất là ý nghĩa. Tiếp tục các bạn ơi.
Vậy thì cái tài sản thứ bảy là cái tài sản gì à? Đó là cái gì à? Cái uy tín của bạn. Cái tài sản thứ bảy là chính là cái uy tín của bạn. Bạn là một người uy tín. Bạn phải xây dựng cái uy tín của mình qua từng cái công việc, qua từng cái lời nói, qua từng cái hành động nhỏ một. Ok chưa? Để gì à? Để các bạn thấy không ạ? Cái uy tín, các bạn thấy thường thường uy tín nó hay đi liền với tiền, mình nói ví dụ vậy. Các bạn thấy có những người họ mượn tiền rất là dễ, nhưng mà có những người mượn 500 ngàn người ta không cho, mượn 100 ngàn người ta cũng không cho. Bạn nhận ra điều này. Nhưng có người đó rất là uy tín, rất là tin tưởng. Thậm chí họ uy tín với ngân hàng luôn. Ngân hàng sẵn sàng cho những con người này mượn. Còn có những con người là thấy các bạn là sợ rồi. Tại vì bạn không có uy tín. Bạn không xây dựng được niềm tin ở nơi người khác. Các bạn thấy những cái này là mình luyện được không? Luyện được. Mấy này nó đâu có cần tiền để luyện đâu. Hoàn toàn không cần tiền. Mà những cái con người mà họ biết làm ăn, họ luôn xây dựng cái uy tín của họ mỗi ngày. Họ phát triển cái uy tín của họ mỗi ngày. Bạn hình dung chưa? Họ định hình uy tín từng cái công việc một. Họ uy tín đối với nhân viên của họ. Họ uy tín đối với đối tác của họ. Họ uy tín đối với con cái của họ. Họ uy tín đối với ai Họ đi uy tín đối với các cơ quan chính quyền. Họ uy tín với những người nào mà họ biết. Họ uy tín với đối tác của họ. Bạn hình dung chưa? Họ uy tín đối với những cái mối quan hệ mà họ có được. Đó là những người rất là uy tín. Họ không phải nói không đầu không đuôi. Họ không phải muốn hứa sao là hứa. Họ không phải muốn muốn sao cốn cũng được. Các bạn thấy có những con người mà bạn thấy bạn chơi với họ bạn chán quá. Họ nói cái gì cũng được, nhưng mà không bao giờ họ làm. Chán không thể tưởng được. Những con người đó các bạn thấy, các bạn có thích chơi với họ không ạ? Rất chán. Chả có cái uy tín gì hết. Nói cho sống rồi về là mọi thứ nó đâu ra đó. Không thể tưởng tượng được. Mình quen, mình có những con người bạn gặp tới là ngồi nói chuyện rất là hay, nhưng mà làm thì lương rất là thấp, không đủ để nuôi vợ con, mà cứ gặp tới là nói chuyện hay. Các bạn thấy những con người đó, cái uy tín của họ nó thấp không thể tưởng tượng được. Vậy thì làm sao mà chấp nhận chúng ta? Các bạn hình dung nếu mà bạn có những con người đó thì các bạn có thành công nổi không? Làm sao mà thành công được? Bạn chỉ chơi với những người lạ là những người chưa biết bạn thôi. Chứ những người quen mà họ biết bạn rồi thì không bao giờ họ như nào. Không bao giờ họ làm ăn với bạn đâu. Bạn phải nhớ ra cái điều này. Không có uy tín thì không có làm ăn với ai được. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ các bạn Cái thứ mấy rồi các bạn? Cái thứ bảy rồi đúng không? Bây giờ cái thứ tám. Và bạn nào mà nghe xong cái thứ tám thì mình sẽ lì xì cho bạn cái thứ chín. Nó tuyệt vời lắm các bạn ơi. Cái thứ chín mình nói 8 cái nhưng mà mình sẽ lì xì bạn cái thứ chín. Bây giờ các bạn hãy comment xuống là các bạn thấy là hồi nãy giờ những cái gì mình chia sẻ mà các bạn có nhận ra được giá trị và các bạn có học được không? Và các bạn hồi nãy giờ hai kênh, các bạn nào mà mua sách thì các bạn như thế nào? Các bạn comment số điện thoại xuống để ngày mai có người giao sách đến cho các bạn. Và cái thứ 8, bây giờ mình nói cái thứ 8 đến các bạn. Mình uống nước chút xíu ha. Hồi nãy giờ nói liên tục không uống nước. Cái gì Cái thứ 8 là cái gì Là cái trách nhiệm của bạn đối với xã hội. Cái trách nhiệm của bạn đối với xã hội. Vậy thì khi mà bạn có trách nhiệm đối với xã hội thì nó làm cho cái tài sản cái gì Cái tài sản vô hình của bạn nó tăng cao hơn. Bạn phải tham gia vào cộng đồng. Bạn là một cái con người mà rất là hữu ích trong cái cộng đồng đó. Bạn là một cái con người là hữu ích với một cái tổ chức đó. Bạn phải có trách nhiệm với xã hội. Những cái người nào họ có được cái trách nhiệm với xã hội thì tự nhiên họ nâng tầm con người đó họ lên một cái tầm cao hơn, và tự nhiên họ làm việc một cách nó trôi chảy và nó thông suốt hơn. Họ không có suy nghĩ nhỏ để họ trở thành nhỏ mọn được. Các bạn thấy những cái người mà họ thiếu trách nhiệm xã hội là những cái con người đó, chúng ta họ cá nhân của họ quá nên rất là khó chịu các bạn.
Điều đó có nghĩa là gì? Ví dụ là họ có trách nhiệm xã hội, như là họ thấy là hiện tại môi trường xã hội của chúng ta này, đúng không, nó rất là ô nhiễm môi trường, thì họ như thế nào à? Họ cần phải có hành vi như nào? Chúng ta phải góp phần không xả rác, không xả rác. Và như thế nào nữa? Các bạn? Họ góp phần, họ thấy ai đó xả rác, họ thấy cái đống rác đó thì họ như thế nào? Họ có trách nhiệm, họ như thế nào? Họ làm cho nó sạch đi. Mỗi người đều làm sạch cái ngôi nhà của mình, mỗi người đều gì làm sạch trước nhà của mình, và tất cả mọi người đều làm như vậy thì tự nhiên cái Sài Gòn này nó sẽ rất là sạch, nó sẽ rất là sạch các bạn ạ. Và mỗi người chúng ta hãy làm tốt này, chứ không có phải là như thế nào là chúng ta cứ ngồi chúng ta nói mọi người này phải làm sạch đi, người kia làm sạch đi, mà chính chúng ta lại không sạch, chính cái nhà chúng ta lại không sạch. Mỗi người chỉ cần một tay thôi, mỗi người góp một phần nhỏ thôi thì nó như thế nào nó sẽ trở thành một việc rất là lớn. Chúng ta cần phải có một chút trách nhiệm xã hội, ý thức, hoặc là về luật giao thông cũng có vậy. Các bạn thấy không? Các bạn nào ở Sài Gòn thì các bạn thấy ngoài cái việc ô nhiễm không khí thì chúng ta lại có cái ô nhiễm gì? Ô nhiễm tiếng ồn. Tài xế ngồi trên xe mà cứ bấm còi tinh tinh nhé, mà cái đường thì chặt, người ta đâu có chạy được mà ngồi bấm còi tinh tinh, đặc biệt là những cái tài xế lái xe con. Mình thấy nhiều lúc không biết nói các bạn nó như thế nào. Họ biết rằng là cái tiếng còi của họ sẽ làm cho rất là nhiều người khác ồn, sẽ nhích lên tai những ốc người khác. Mà các bạn biết cái hành vi của những người tài xế lái xe con rất là kỳ lạ, là họ điều khiển bằng tiếng còi. Họ điều khiển người đi đường bằng tiếng còi. Mình đã ngồi trên xe con rồi, mình đã ngồi máy lạnh mấy mà rồi, mà họ còn đúc những cái người chạy xe máy. Hành vi tài xế lái xe con nhưng mà không nhường đường cho người đi bộ. Các bạn thấy song song người ta đi bộ mà cứ song song tới. Các bạn thấy chưa? Tức là cái ý thức về trách nhiệm xã hội chúng ta nó chưa có được cao ra. Ý ở đây mình muốn nói vậy. Nó có rất là nhiều thứ, nó có rất là nhiều thứ mà mỗi người chúng ta chỉ cần đóng góp một chút xíu thì tự nhiên cái ý thức xã hội của chúng ta nó sẽ tốt ra, và nó làm cho con người của bạn nó tốt ra, và nó làm cho bạn là một con người rất là uy tín trong cái cộng đồng đó, là một con người mà có cái góc nhìn rất là hài hòa trong cái cộng đồng đó. Mỗi người chỉ cần đóng góp một việc nhỏ thì cái xã hội chúng ta nó càng ngày nó càng tốt lên. Hoặc là chúng ta như thế nào chúng ta câu cá, chúng ta diệt tận loài hết con nhỏ con lớn, đặc biệt là hành vi chích điện, chích điện xuống cái dòng sông cá. Cái điều đó là các bạn mới tặng diệt hết. Chúng ta cần phải có ví dụ vậy, mình ví dụ vậy, nó có những cái nó như vậy. Vậy thì các bạn thấy là đó là những cái tài sản vô hình mà nó rất là quý các bạn ạ. Nó quý ở trong mỗi con người chúng ta đều có. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Thì vừa rồi mình chia sẻ 8 cái tài sản mềm mà nếu ai đó từng bước xây dựng được, xây dựng cái tài sản mềm này các bạn thấy nó đâu có bắt đầu từ tiền đâu. Vậy chứ bây giờ bắt đầu là ngồi lý do tiếp tại vì em không có tiền, tại vì em không có kinh nghiệm, tại vì em có kiến thức. Không có kiến thức thì chúng ta hãy bắt đầu học ngay bây giờ. Bây giờ các bạn có muốn mình bonus cho cái thứ 9 không ạ? Muốn thì các bạn comment xuống, các bạn nói muốn. Và các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi, để ở chế độ công khai để cho nhiều người biết nữa. Các bạn comment xuống đi, các bạn nói muốn. Cái tài sản thứ 9 đó là tài năng của bạn. Vậy thì cái thứ 9 đó nó như thế nào? Tài năng nó đến từ đâu? Tài năng nó đến từ 8 cái yếu tố trên đó các bạn. Các bạn tổng hợp hết 8 cái gì 8 cái yếu tố trên đó, 8 yếu tố vừa rồi nó là cái gì Nó là cái gì? Các bạn nói nè, mình sẽ nói cho các bạn nè. Các bạn thấy mình chia sẻ mà mình nhớ lâu lâu rồi đó. Thứ nhất là thương hiệu cá nhân. Cái thứ hai là kiến thức các bạn có. Cái thứ ba là những cái kỹ năng của bạn có. Cái thứ tư là những gì? Những cái kỹ những cái kinh nghiệm bạn có. Ok chưa? Cái thứ năm là kỷ luật bạn có. Thứ sáu là cái gì? Mối xây dựng quan hệ của bạn có. Thứ bảy là gì? Những cái uy tín của bạn có. Và cái thứ tám là gì? Là cái trách nhiệm của bạn có. Và khi mà bạn có 8 cái đó thì người ta gọi bạn là tài năng. Bạn là một con người rất là tài năng. Vậy tài năng không phải sinh ra là bạn tài năng đâu Mình nói cho bạn, bây giờ bạn bắt đầu bạn nhận diện ra cái chữ tài năng rồi đó,
Tài năng không phải học giỏi là tài năng đâu mà. Học giỏi mà bạn không có trách nhiệm xã hội, bạn không kỷ luật, bạn không phải uy tín thì bạn không phải là người tài năng đâu. Tài năng đó là tổng hợp đó. Các bạn có nhận ra điều này à? Bạn làm đúng những gì mình có đi, người ta sẽ gọi bạn là tài năng, người ta sẽ gọi bạn là thiên tài, người ta sẽ tới xin chữ ký của bạn à. Và mình nhận ra cái điều này đã từ rất lâu. Và mình như thế nào, hiện tại mình đang thực hiện cái điều đó. Để ra sách mình cũng cần phải kỷ luật, để ra sách mình cần có kiến thức, mình cần có kỹ năng, mình cần có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Để live stream được cái chương trình này mình cũng cần phải luyện. Các bạn thấy chưa? Mình nói với các bạn răm rắp, mình nhớ, mình nói cái gì là mình nhớ, mình phải luyện. Mình phải chịu khó, mình ngồi trước ống kính này. Các bạn thấy chưa? Và người ta sẽ gì à? Người ta sẽ gọi bạn là người có tài năng, người ta sẽ gọi bạn là người có thiên tài, người sẽ gọi bạn là người rất là tuyệt vời. Và khi người ta đã nhìn nhận bạn như vậy rồi thì cái tài sản hữu hình bạn sẽ có. Bạn sẽ có nhà, bạn sẽ có xe, bạn sẽ có rất là nhiều miếng đất, bạn sẽ có dịp đi khắp mọi nơi trên thế giới này. Vậy các bạn thấy cái buổi livestream tối hôm nay các bạn thấy có ý nghĩa không ạ? Nếu ý nghĩa thì các bạn comment xuống, bạn nói là tôi học được những bài học vô cùng ý nghĩa buổi tối hôm nay. Và tối mai mình cũng rảnh tối mai mình sẽ livestream cho các bạn. Và nhớ tối mai hãy rủ bạn bè mình cùng xem nữa. Và bạn nào mà muốn đam mê làm kinh doanh thì các bạn hãy tương tác với mình, hãy chia sẻ cái livestream này, hãy đăng ký. Các bạn nào muốn có những cái kiến thức sâu sắc về làm kinh doanh thì các bạn hãy đăng ký mua 2 quyển sách của mình. Và bằng cách các bạn inbox cái số điện thoại xuống thì sách sẽ được gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, và các bạn sẽ được add vào một cái group riêng. Mình sẽ nói rõ hơn về kinh doanh cho các bạn. Mình đã thành lập cái trung tâm Be Training đã được 9 năm rồi. Là một người mà trong được rất là nhiều học viên và những người diễn giả ở toàn bộ đất nước Việt Nam này đánh giá mình là một trong những cái người mà chia sẻ rất là sâu sắc về cái con đường khởi nghiệp từ tay trắng. Mình rất là vui dành cái hơn một tiếng đồng hồ live stream của bạn buổi tối hôm nay. Và mình tin rằng những cái điều này nó sẽ giúp cho các bạn thay đổi được cái góc nhìn, thay đổi được nhận thức của các bạn ngay buổi tối hôm nay. Hãy chia sẻ livestream này đến nhà các bạn, và ngày mai hãy xem tiếp livestream của mình. Tối mai mình sẽ chia sẻ bạn những cái điều nó rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn, chúc bạn một buổi tối ngủ rất ngon.